Ôi rồi nó hôi không, nó thối vãi cả chưởng ạ em ạ. Chà, hello anh em, hôm nay mình có ở đây một cái mã mà Dreamy vừa mới ra mắt là robot Dreamy L40 Ultra. Đây là một phiên bản L40 vừa mới ra mắt, có rất là nhiều những cái cải tiến rất là hay của con này. Và trước khi bỏ ra 1.000 đô để mua con robot hút bụi về thì anh em sẽ muốn check qua cái video này. Rồi, gì thì gì cũng phải unbox nó trước ạ. Ok, và mời anh em cùng mình unbox xem là bên trong một con robot hút bụi 1.000 đô nó rơi vào khoảng tầm 30 củ. Nhưng chắc chắn là bao giờ cũng sẽ có chương trình ưu đãi lúc mà nó mới ra mắt đấy. Thì nó sẽ lên quanh khoảng tầm 20 mấy củ ấy. Anh em cùng xem là một con robot hút bụi khoảng tầm tiền đó thì nó sẽ có những cái gì bên trong nhé. Cái này thì nó sẽ là một cái khay nối dài, cái này thì khá là quen thuộc với các anh em đã từng dùng dòng L hoặc là dòng X của Dreamy. Nó sẽ giúp con robot nó có thể vào trạng mà mượt mà hơn. Sẽ có thêm một cái túi rác phụ, tức là tổng cộng sẽ có hai túi rác, một cái túi rác mặc định bên trong máy và một cái túi rác phụ. Thì đồng nghĩa với việc con này nó sẽ có cái khả năng tự hút rác, tự làm sạch thay rác mà mình không cần phải nhúng tay vào. Cái tiếp theo anh em mình sẽ có là một cái bộ sách hướng dẫn sử dụng, bao gồm là một cái chính sách bảo hành này, một cái quick start guide này và một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết trong trường hợp mà anh em mình không có gì hiểu. Và quan trọng là nó có đầy đủ tiếng Việt luôn nhá. Ok, tiếp theo nhấc cái xốp này ra thì bắt đầu mới đến cái nhân vật chính lộ diện chặt phết, đến thẳng vào một con robot. Nhưng mà anh em sẽ cùng bóc siêu với mình. Pack kit nói chung là rất là thông minh và cực kỳ chắc chắn. Tôi phải gỡ cái này xuống anh em, không thể nào lấy được cái chạm ra được. Đấy rồi, cái chạm của anh em đây. Đây là cái chạm tổng hết rồi anh em nhá. Bên trong hộp là không còn cái gì cả. Ta sẽ có hai cái miếng mop pad hay còn gọi là rẻ lau ấy. Đấy, sẽ có hai cái miếng mop, tí nữa sẽ lắp thẳng vào con robot sau. Sẽ có một cái chổi để vệ sinh rất là đẹp, một chai nước thơm của Dreamy. Với tất cả những cái dòng robot hút bụi hay kể cả cái máy lau nhà của Dreamy thì anh em sẽ không thể nào dùng những cái chai nước thơm khác ngoài chai nước thơm của hãng được nhá. Vì nó liên quan đến cái độ to của cái hạt nước ấy. Nó sẽ làm cho cái máy tạo ra cặn cũng như là kẹt ở cái ống nước ra khi mà cái hạt của nó không phải là cái hạt tiêu chuẩn. Một dây nguồn, thế là toàn bộ phụ kiện của máy là hết. Đây sẽ là dây nguồn của cái dock này. Thăng 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 thăng. Rồi, ôi trắng ngọc tờ rinh, lúc nào trông nó cũng rất là đẹp. Ui, mùi thơm mới, mùi nguyên siêu. Rồi, hai khay nước của nó đây anh em, hai khay nước của nó rất là to. Thì đấy sẽ là cái khu vực để khay nước, bao gồm khay nước sạch và khay nước bẩn. Ở đây là thống hút rác và làm sạch rác, vẫn cùng một cơ cấu như thế, kể cả dòng X. Đấy, rác nó sẽ sau khi mà robot hút xong về đây thì rác nó sẽ được hút toàn bộ vào cái túi này. Và trung bình như mình đã từng dùng rồi thì nó sẽ đâu đó khoảng tầm 2 tháng em sẽ phải thay cái bộ này. Nếu như là tần suất là ngày nào em cũng đi hút. Tất nhiên là nếu như nhà của mình bẩn hơn ấy, mình sẽ phải rút ngắn cái thời gian thay cái bộ đấy, thì nói chung thay đơn giản lắm. Đây này, tôi sẽ demo cho anh em. Chung thì là thay cũng đơn giản thôi, rút cái này ra là xong, không là lại gài nó. Đó là cái đốc. Để sang bên thì mời anh em unboxing tiếp. À, đây, tí thì thiếu cái này ấy. Anh em sẽ lắp nó vào cái đốc để cho con robot nó có một cái đường lên, giống như kiểu cái dốc của xe máy để ở những cái thềm nhà ấy. Robot nó sẽ có thể đi lên theo cái phương dốc này được. Nhân vật chính đây, con xe đích thực đi dọn dẹp đây. Gửi anh em cái bộ siêu của nó trước nhá. Trời ơi, xin trên nóc. Trời, không thể nào cưỡng được cái cảm giác úc siêu. Lúc nào cũng sướng luôn anh em ạ. Màu trắng này được cái ưu điểm ấy, đấy là nó dễ bẩn. Nhưng mà nó sẽ khác màu đen, là màu đen nó bám bụi lên cực kỳ dễ nhìn. Màu trắng này còn đỡ, với cả vân tay vân chiếc nó không bị lộ. Đây là khay bụi của nó, trông nhỏ nhỏ thành xinh vậy thôi. Nhưng mà anh em yên tâm, hầu như là quãng thời gian sử dụng anh em sẽ không cần phải dọn cái khay này đâu. Nó sẽ tự động được hút lên hết. Remove before use. Đấy, anh em nhớ phải tháo hết nhá. Đây là cái cảm biến chứ không phải là camera đâu. Cái camera nó sẽ nằm ở trước đây. Con này thì nó sẽ có camera AI, nó có thể phát hiện đồ vật rất là tốt và bản thân mình cũng có thể điều khiển nó từ xa được thông qua cái ứng dụng trên điện thoại. Còn thì tôi chưa unbox nhỉ. Hết rồi anh em ạ. Thì đấy sẽ là toàn bộ những cái thứ mà nó có trong con L40 Ultra. Anh em mà có mua về mà thiếu bất cứ một trong những cái này thì nhớ để ý nhá. Mopac thì setup cũng đơn giản thôi. Lắp thẳng vào đây là xong. Hút theo dạng nam châm. Đó, toàn bộ những cái phụ kiện mà có sẵn trong con Dreamy L40 Ultra. Nói chung ngoại hình của nó thì mình thực sự là nhận xét là nó rất là cao cấp. Toàn bộ cái phần nhựa của nó không hề có một chi tiết nào mà tôi thấy nó có gọi là rẻ tiền đây cả. Ok, và đó là cái phần mở hộp chiếc L40 Ultra. Bây giờ xin mời anh em đến với cả cái phần review kỹ hơn tất cả những cái tính năng, những cái hay, những cái không hay ở trong quá trình sử dụng nhá. Trời ơi, đẹp quá anh em ơi. Trước khi vào đánh giá chi tiết thì mình muốn nhận xét một chút về cái ngoại hình của nó. Không biết có anh chị em nào ở đây cũng giống như mình không, có một cái đam mê rất là mãnh liệt với những cái món đồ màu trắng, đặc biệt là những cái món đồ công nghệ kiểu nguyên khối màu trắng như thế này, nhìn nó rất là thu hút. Thì cái combo lau dọn này là nó đáp ứng được toàn bộ cái điều đó, trắng toát từ chạm sạc cho đến robot. Kỹ hơn một chút thì đầu tiên là cái chạm sạc này thì là toàn bộ phần vỏ của cái chạm này được làm bằng nhựa nhám màu trắng, cho nên là nó sẽ không có hiện tượng xước răm như là nhựa bóng. Và ở cái phần nắp này anh em có thể tháo rời nó ra, thì bên trong của nó sẽ có một cái túi bụi. Đây, mình đã dùng một thời gian rồi. Túi bụi này thì nó dùng khoảng tầm 2 tháng thì anh em sẽ cần phải thay. Cái thứ hai của cái dock này đó là mình sẽ không cần phải đổ cái dung dịch nước thơm vào hẳn trong cái hộp nước nữa, mà mình sẽ đổ riêng nó vào đây.
để cho robot nó tự phân bổ làm sao cho hợp lý nhất, mình không sợ là mình đổ thừa hay đổ thiếu. Thì đó là cái phần khay này đấy, đóng mở thì nó có một cái gioăng cao su ở đây. Còn toàn bộ cái phần này của trạm nó sẽ là nơi chứa hai cái hộc nước, ok, thì là đủ to để có thể sử dụng. Hoặc nếu như nhà anh em có điều kiện thì có thể sắm lấy một cái bộ bơm thải nước tự động. Cái bộ này thì anh em cần phải đặt riêng, nhưng chắc chắn nếu như có cái bộ đó thì gần như là mình không cần phải quan tâm việc châm nước sạch hoặc là phải đổ nước bẩn nữa. Và phía đằng sau của nó dành cho những tín đồ ghét dây thì con này nó cũng chỉ có một cái dây nguồn thôi, và anh em hoàn toàn có thể cuốn gọn dây nó vào như thế này. Thì mình chỉ cần cắm một cái đoạn một mẩu như này thôi, nó sẽ không bị cái tình trạng lòng thòng dây ra nữa, rất là gọn. Đó thì là cái trạm. Còn ngoại hình của con L40 Ultra thì khác với là cái trạm, thì con robot phần mặt trên của nó sẽ làm hoàn toàn từ nhựa bóng, nhưng phần phía xung quanh của nó sẽ vẫn là nhựa nhám để đảm bảo cho cái lúc mà nó va chạm hoặc là nó có tiếp xúc với cả tường thì nó sẽ dễ hơn mà không lo bị xước. Ngoài ra thì trên thân nó sẽ có cụm phím bấm cao su 3 phím ở đây, cùng với cả cái cụm lidar quét, phụ cho cái việc quét map các thứ. Mặt trước của nó sẽ là có camera, còn mặt sau của nó thì sẽ là cái cụm tiếp xúc với cả cái đế sạc điện. Bên trong này thì sẽ có một cái hộp chứa bụi dung tích là 300ml, nhưng mà nó sẽ thường xuyên được dọn vào trong cái túi này, cho nên là anh em mình cũng không cần phải quá quan tâm đến cái hộp chứa bụi này làm gì. Và đó là tất cả những cái ngoại hình của con L40 Ultra. Ở cái nhận xét của mình là nó rất là đẹp và nó phù hợp với cả cái không gian nội thất nhà mình, nhìn nó vẫn kiểu công nghệ cách nó tối giản. Nhưng mà cái đánh đổi của cái màu trắng ấy, đấy là cái việc mà mình rất khó để có thể tránh được 100% những cái vết bẩn. Ví dụ như con robot thì khi mà nó lên trạm, những cái vết bẩn nó tồn tại ở những cái khay này là vẫn còn đấy, mặc dù chỉ đây là một cái phiên bản robot hút bụi lau nhà, nó có cái hệ thống tự động vệ sinh, cái khay rẻ. Thế nhưng mà sau một cái thời gian mình trải nghiệm thì mình thấy là nó vẫn tồn tại những cái, đây anh chị em có thể thấy là nó vẫn tồn tại những cái vết bẩn ở đây mà nó không đi hoàn toàn 100%. Mình nghĩ là nó có thể đi được khoảng tầm 70-80% thôi, nhưng mà bảo là đi 100% thì nó không có anh em nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn là màu trắng, và màu trắng thì rất khó để có thể che được khuyết điểm hoàn toàn. Thì đó là cái nhược điểm khi mà anh em mình lựa chọn những cái thiết bị full trắng all white như thế này, mình phải chấp nhận cái điều đó thôi. Đó là nhận xét của mình về cái ngoại hình của em nó. Còn để điều khiển và tắt bật con này thì nó sẽ có hai cách. Cách số 1 là mình có thể sử dụng trực tiếp cụm ba cái phím cao su ở đây, bao gồm là một cái nút nguồn, một nút quay trở lại trạm và một cái nút gọi là vệ sinh theo cái điểm. Đó, chỉ thế thôi. Còn để mà điều khiển kỹ hơn thì anh chị em sẽ muốn điều khiển nó qua cái ứng dụng của hãng. Kể trước khi setup app thì mình sẽ đặt con robot vào trong cái trạm này. Và khi nó phát hiện ra thì tự nó sẽ điều chỉnh lại một cách rất là tự động, kèm thông báo giọng nói nữa. Dehydrate tức là nó đang làm khô rẻ. Anh em sẽ vẫn sử dụng cái app của Dream Home thôi. Thì khi mà anh em kết nối với cả máy ở lần đầu tiên sử dụng, nó sẽ ra cái hình của con L40 Ultra như thế này. Thì ở lần đầu tiên sử dụng, con robot nó sẽ đi quét map của toàn bộ nhà trước khi nó lau. Và mình vẫn phải đánh giá là cái mức độ quét map của Dreamy là vẫn rất tốt. Ở trên map thì anh em có thể xem bằng 2D hoặc là xem bằng 3D. Ví dụ như là ở đây là mình vẫn đang để sang chế độ 3D để nhận xét rằng là nó quét cái map của nhà mình khá là tốt. Có điều là không hiểu sao mà nó đẻ ra thêm một cái phòng của mình ở bên này to vãi chưởng. Có lẽ mình nghĩ nó là do nó quét nhầm cái gương. Chỗ này mình để một cái gương ở đây, khả năng cao là nó nhìn thấy và nó hiểu lầm rằng đây là một cái phòng nữa, nhưng thực ra không phải. Còn về cấu trúc của những cái phòng khác là nó quét rất chuẩn, bao gồm có một cái phòng ngủ nhỏ ở đây, phòng làm việc và cái phòng ngủ quét ở đây cũng rất là chuẩn. Thậm chí là nó còn quét đúng hai cái ban công nhà mình ở hai khu vực này luôn. Bất ngờ hơn là gì? Là cái phòng tắm hai kích cỡ khác nhau và nó quét rất là chuẩn nha. Đây chia sẻ một chút với anh em là ngày xưa cái nhà mình mua ấy, là hai phòng tắm này nó chỉ bằng như này thôi, và sau đó thì mình đập cái tường ở này đi và mình mở rộng phòng tắm này ra thì con robot nó cũng quét rất chuẩn cái kích cỡ đó. Cho nên cái việc quét map của Dreamy L40 Ultra là mình đánh giá rất là tốt. Và khi quét map xong, chẳng may mà nó có một vài cái chi tiết không đúng thì anh em hoàn toàn có thể chỉnh sửa bản đồ nha anh em nhé. Có thể phân vùng lại phòng này, đấy, môi trường mặt đất. Con này có thể tạo được khu vực tấm và tường ảo để tránh những việc là robot đi vào những cái khu vực không mong muốn. Ví dụ như là ở nhà mình có một cái phòng vệ sinh này, thì ở trên cửa nó có cái gờ, thì mình đã nghĩ là nó không thể nào vào được đây bởi vì cái gờ nó tương đối cao. Thế mà nó leo được anh em ạ, nó leo được và nó vào mắt trước mắt sau đã thấy nó bên trong đấy rồi. Thì mình tạo một cái tường ảo ở hai cái khu vực phòng tắm này để cho nó không lao vào nữa. Rồi các cái chức năng như là rèm đấy, để tránh cái việc robot đi vào rèm mà là xoắn này, có thể quản lý được nhiều tầng anh em nhé. Anh em giả sử mà có nhà đất ấy, có nhiều tầng thì hoàn toàn có thể set up để cho nó lau dọn theo các tầng. Tất nhiên là nó không có chân để mà bò lên các tầng đâu, mà anh em sẽ phải đặt nó lên trên các tầng và chọn cái bản đồ của cái tầng đó để cho nó đi nó quét, thay vì là một cái tầng mới để nó quét lại từ đầu anh em nhé. Thì khi mà quét map xong rồi, anh em có thể lựa chọn cái chế độ lau tất cả. Ví dụ như cá nhân mình thì luôn luôn là chọn chế độ mặc định để cho nó quét mà nó lau cả nhà. Còn giả sử như mà mình ngủ trưa chẳng hạn, nhưng mình lại muốn nó lau ngoài phòng khách, thì mình cũng có thể chọn cái khu phòng này để cho nó quét đúng cái phòng đấy, hoặc là bất cứ một phòng nào mà nó đã quét rồi thì mình chỉ cần ấn vào khu vực phòng và chọn cái phòng mà mình cần cho nó lau dọn là xong. Còn như nhà mình thì thường setup để cho nó vào buổi sáng 8 giờ tự động đi lau cả nhà, bởi vì tầm đó là nhà mình ra ngoài hết rồi, thì khi đi về nhà cửa thơm tho sạch sẽ. Còn cụ thể hơn nữa ấy, mình có thể đổi nó sang một cái lau dọn theo khu vực hoạch định anh em nhé. Giả sử như mình bị bẩn một cái khu vực cụ thể chẳng hạn, thì mình sẽ chọn vùng cho nó để nó ra nó lau dọn đúng cái chỗ đấy thôi. Đấy, anh em thấy không, có thể lau dọn được cái vùng đấy, kích cỡ như thế nào là
vào do mình, và khi mà con robot lau xong là nó sẽ đi về chứ nó không bị lau lẹn ra các cái khu vực ngoài. Ở cái phần đế sạc này nó có vài cái thông tin chạm sạc, ví dụ như hiện tại là cái ngăn chứa nước sạch là đang không còn nước này, cho nên nó ghi mực nước thấp và nó hiển thị cái biểu tượng màu đỏ ở đây. Đấy, ngăn chứa nước đã qua sử dụng, màu xanh là vẫn còn chỗ để mà nó chứa thêm được nước, hay là chất tẩy rửa ở cái khu vực mà chứa cái nước thơm ấy, đấy đã được đổ vào rồi vẫn còn thì nó sẽ màu xanh, bao gồm cả túi đựng bụi mà nó vẫn còn dung tích thoải mái thì nó sẽ hiện màu xanh. Các nhiệm vụ của đế sạc này là đấy, như mình có nói đấy, anh em không cần phải lo đến cái bụi nữa, mà tự động con robot nó sẽ thu bụi vào, đấy, giặt rẻ sàn và sấy khô. Ví dụ như mình ấn vào đây thì con robot nó sẽ giặt rẻ, đấy, anh em thấy không? Đấy, nó sẽ tiến hành giặt rẻ, chỉ riêng các vụ giặt rẻ thôi. Hoặc là anh có thể ấn vào sấy khô rẻ lau, nó sẽ tiến hành riêng cái việc sấy khô rẻ lau thôi. Trong trường hợp chẳng may mà cái rẻ nó chưa khô, anh em ấn vào đây để nó sấy tiếp hoàn toàn được, không vấn đề gì cả. Thậm chí mình có thể cài đặt kỹ hơn, mình có thể tắt bật cái chế độ tự động thêm tẩy rửa này, hay là tắt bật chế độ tự làm sạch này, nhưng mà tất nhiên là cũng chẳng ai tắt đi làm gì. Hoặc là anh em có thể cài đặt rẻ lau, giặt miếng lau thông minh. Còn nếu mà anh em ông nào mà kiểu thích tiết kiệm nước thì cũng có chế độ tiết kiệm nước luôn, nhưng mà mình nghĩ là cái mức độ nước của nó tiêu tốn cũng không nhiều đâu, cho nên là mình sẽ luôn chọn cái chế độ là lau chuyên sâu này. Còn nhiệt độ nước thì mình sẽ luôn để cái chế độ là nước nóng để cho nó đảm bảo là những cái dầu mỡ, những cái vết bẩn bao giờ cũng thế, nước nóng vào thì những cái vết bẩn này nó sẽ bong ra nhanh hơn, để đảm bảo cho cái rẻ nó được sạch ở mức độ tối ưu nhất. Chứ mình cũng không chọn cái khác làm gì cả. Tự động sấy khô rẻ lau tất nhiên rồi, sau khi hoàn thành cái tác vụ lau dọn cả nhà xong nó về nó giặt thì sau đó nó sấy, thì để cho nó không bị hôi cái mùi rẻ lau anh em. Đấy, thời gian sấy khô nói chung là cái này tùy chọn, nhưng mà mình sẽ luôn chọn mức giữa, còn anh em kỹ hơn thì để 4 giờ cũng được. Đây, tự động thu gom bụi rác lau hàng ngày. Trong trường hợp mà anh em cái túi rác quá đầy mà anh em chưa có mua thêm cái túi dự phòng ấy thì mình phải tắt nó đi, còn nếu không mà anh em dư túi thì cứ để lau hàng ngày thôi, hoặc gom bụi thông minh. Đấy, một trong hai cái này. Thì đó là cái cài đặt đế sạc. Và ở đây nếu mà anh em nhìn kỹ ở đây thì nó sẽ có một cái hình camera. Hình camera này anh em sẽ cần phải cài đặt nó trước và cấp quyền, nó sẽ biến con robot thành một cái hệ thống camera để anh em có thể theo dõi từ xa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nhá. 1 2 3. Đấy, nó sẽ báo như thế. Mình sẽ đặt một cái mã kích hoạt, anh em có thể đặt cái nào để cho mình đảm bảo cái bảo mật cao nhá. Và chúng ta sẽ có một cái tưởng không được. Đây, ngay lập tức thì anh em mình sẽ có một cái camera có thể theo dõi được từ xa. Ok, ngay như vậy là chúng ta có thể chọn cái điểm cụ thể để robot đến đúng cái điểm đó. Ok, và như anh em đã thấy thì đây chính là cái hình ảnh truyền tải về của con camera khi mà anh em kết nối và cấp quyền cho điện thoại của mình có thể xem được camera của nó. Anh em thấy không? Thực sự là rất là nét. Đấy, nét chưa? Phản hồi không hề tệ một tí nào. Tốc độ phản hồi chậm hay nhanh nó vẫn phụ thuộc vào cái wifi của nhà anh em nhé. Và trong cái menu này thì anh em có thể thấy được rằng là nó không khác gì một cái điều khiển từ xa. Đấy, anh em có thể chỉnh nó xoay, xoay phải, tốc độ phản hồi gần như tức thì luôn, xoay một phát quay ngược lại luôn. Đấy, xoay một phát ngược lại lần nữa, điều chỉnh cho robot đi. Có một cái rất là hay như thế này ở cái cảm biến của nó. Đây, camera monitoring. Đấy, robot nó có một cái cảm biến chống rơi, anh em thấy không, nó sẽ không đi tiếp nữa mà nó sẽ giật lại. Đấy, có làm như thế nào nó cũng không rơi, cho nên là cái cảm biến chống rơi của nó tự hoạt động rất là ok. Ngoài ra thì ở trên cái này anh em có thể truyền tải cái giọng nói được nhá. Alo, 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 alo. Đây, hệ thống loa đây. Đấy, có thể thành một cái thiết bị đàm thoại được hai chiều, rồi chụp ảnh được này, quay video lại được này, hoặc là ấn vào cái nút này để cho robot nó tự về trạm. Ở đây có một cái nút đèn pin, tương ứng với cái việc là robot nó cũng có một cái hệ thống đèn hỗ trợ soi cho các khu vực tối để nó có thể quét được đồ vật chính xác hơn. Mình có thể tắt bật thủ công ở đây, nhưng mình thì tất nhiên là mình sẽ để tự động thôi. Thì vào những cái khu phóng tối tự động robot nó sẽ bật cái đèn này lên để nó soi, nó phát hiện vật thể chuẩn hơn. Hoặc là đấy, và đó là cái giao diện của camera. Đi kỹ hơn một chút vào cái phần cài đặt này thì anh em có thể xem kỹ hơn ở phần lịch sử quét sọ này, anh em có thể xem được rằng là robot đã quét bao nhiêu, thời lượng bao nhiêu và chu kỳ làm sạch là bao nhiêu, hay là cái lần gần đây nhất nó sẽ hiển thị rất rõ cái lịch sử đường đi của con robot, nó sẽ đi như thế nào, những khu vực nào đã được quét. Anh em có thể xem rất là chi tiết ở đây. Thậm chí là nhờ có cái camera AI kia ấy, nó phát hiện đồ vật, ví dụ như ở đây là nó phát hiện là dây điện đúng không, dây nguồn ở mức độ 87%. Đây anh em thấy không, đây có một cọng dây màu đen nhá, màu đen nhá, nó vẫn quét ra được đây là dây điện này. Đấy, tất nhiên là nó không chính xác 100%, nhưng mình đánh giá là với cái mức độ phát hiện hiện tại như Dreamy họ công bố là nó có thể phát hiện hơn 100 những cái đồ vật khác nhau. Đây, ở đây có chướng ngại vật 78% này. Đấy, thì ở đây nó là một túi ni lông, hay là ở đây nó hiển thị vải vóc này, vải vóc 83% này. Đây đúng luôn, ở đây có miếng vải làm rơi ở đây. Đấy, nhưng mà tất nhiên cái này thì là sai này, khẳng định sai luôn, vì trong nhà mình là con mèo nhà mình là không được ịn trong nhà, cho nên là cái này là nó nhận diện sai. Cái vết màu đen này là cái vết dầu ở trên cái sàn gỗ của mình và nó nhận dạng bị sai. Mình sẽ tiến hành phản hồi lại cho vết bẩn.
mình sẽ phản hồi lại luôn. Ví dụ như ở đây là có cái đế này 69%, mà đúng cái đế luôn. Đây là cái đế chân đế đèn của mình, hình đôi giày này, giày 86% này, nhưng thực ra là đôi dép. Đấy, nên nhận dạng chung là giày dép và một cái icon một loại thôi anh em nhá. Đấy thì cái phần lịch sử này có thể giúp cho mình xem lại là con robot nó đã lau những cái khu vực nào rồi. Anh em có thể cài đặt cho nó một cái lịch trình quét dọn ở đây, ví dụ như là mình có thể cài đặt số dự phòng này, thời gian bắt đầu lặp lại, nhưng mà thường thì mình cứ để cho nó chạy auto luôn, cho nên là cũng không quá quan tâm đến cái này. Cái này là một cái khá thú vị, nó sẽ có rất nhiều những cái option ở đây cho anh em mình có thể cài đặt làm sạch thảm. Thì mình có thể để cho robot tháo rẻ trước khi làm sạch thảm, nó sẽ thực hiện cái tác vụ là khi mà nó phát hiện ra thảm, nó sẽ đi về trạm, nó tháo rẻ ra xong nó quay lại, nó chỉ hút thôi. Còn không thì anh em có thể chọn là không cần phải quay lại, mà nó chỉ cần nâng cái miếng lau để vệ sinh thảm. Thì có một cái hay của cái con L40 Ultra này là, thì đây là một con dòng L đầu tiên nó có áp dụng cả nâng chổi nữa. Dòng L trước đây thì nó không nâng chổi mà nó vẫn sẽ để cho cái chổi nó quẹt quẹt xuống thảm. Chỉ cái đây là cái phiên bản dòng Dreamy L series đầu tiên mà nó có nâng cả chổi lên theo như cái thông số là 10 mm, còn cái rẻ nó được nâng lên 10.5 mm. Hai cái chế độ tùy chọn này sẽ phục vụ cho cái việc là robot nó sẽ hút bụi và lau nhà này, không hút bụi ở chế độ lau nhà và không lau nhà ở chế độ hút bụi, hoặc là nếu robot thấy thảm thì nó sẽ tránh hẳn ra, đỡ phải lăn tăn, hoặc là bỏ qua nhà anh em không có thảm thì anh em bỏ qua luôn là xong. Thậm chí là anh em có thể sắp xếp được cái thứ tự làm sạch thảm trước, hoặc là khi thấy thảm ấy, thì robot nó sẽ để cái lực hút lên maximum. Cái công suất hút của con này là 11.000 pascal, nhưng anh em lưu ý là robot nó sẽ không bao giờ duy trì cái mức độ 11.000 pascal này đâu, mà nó sẽ detect ra khu vực nào mà bẩn quá thì nó sẽ phát huy max công suất, nó sẽ dồ cái máy lên mà nó sẽ hút ở mức độ 11.000 pascal. Và đó là tất cả những cái gì của cái phần cài đặt làm sạch thảm. Tiếp theo là phần cài đặt vệ sinh mặt sàn. Theo tôi thì anh em cứ bắt lên, đầu tiên là từ cái chế độ tránh va chạm này, nó sẽ hạn chế cái việc mà va chạm với tường, các cái đồ đạc cho những vật khi mà nó phát hiện ra, tạo cho cái việc là robot nó đỡ bị xước xát hơn, cũng như là đỡ bị cuốn vào nhầm tấm vải hay là dây điện các thứ. Tự động dọn dẹp lần hai thì cái này liên quan đến cái công nghệ Clean Genius, thì đây là một cái tính năng khá là ý tứ của nó. Khi đang lau nhà đến một cái đoạn mà rẻ rất bẩn rồi, nó sẽ nhấc cái rẻ lên, sau đó về trạm giặt cái rẻ cho nó sạch một lần nữa, sau đó lại quay lại cái vị trí vừa răng rửa lúc nãy để lau tiếp. Đấy, thì đây nó là cái chế độ dọn dẹp lần thứ hai nếu như mà phát hiện ra là rẻ quá bẩn hoặc là cái khu vực đấy vẫn còn chưa sạch. Cái khá là hay ở cái công nghệ Clean Genius của Dreamy làm sạch theo hướng sàn. Đấy, cái này anh em nên bật lên, ví dụ nhà anh em có sàn gỗ chẳng hạn, mà mỗi phòng lại là một cái hướng sàn gỗ như nhà mình ở ngoài này thì nó là cái sàn hướng gỗ dọc như thế này, còn đi sang phòng ngủ ở cái hướng cửa như thế này, sàn gỗ nó lại được quay sang 90 độ so với cái hướng còn lại. Thì cái việc mà robot nó di chuyển theo hướng sàn sẽ giúp cho là cái sàn của anh em mình hạn chế cái việc bị xước. Anh em có thể chọn cái chất liệu của nó, ví dụ nhà mình để cái phòng ngủ này chất liệu là sàn nhà dọc. Đấy, xác nhận, sẽ để ở đây là sàn nhà dọc. Còn phòng ăn này của mình nó lại là sàn nhà ngang, cần phải chỉnh lại đấy để cho robot nó chạy cái hướng sàn nó chuẩn hơn nữa. Đấy, và robot nó đã chỉnh sang được cái hướng sàn nhà đúng của mình là sàn nhà ngang. Tiếp theo đó là cái cài đặt mẫu extend do AI điều khiển, thì hãy bật hết lên bởi vì đó là cái đáng tiền của con robot này. Khi mà nó có một bên chổi và một bên rẻ có thể vươn ra xa, còn cái chổi nó cũng đã thể vươn ra xa rồi. Đây là cái phiên bản dòng L đầu tiên nó đã được trang bị cái side reach này, chổi phụ nó sẽ được đẩy ra xa thay vì là sẽ nằm cố định như các cái phiên bản tiền nhiệm. Và đây có một cái này bình thường là nó không mở đâu, nhưng anh em nhớ mở lên giúp tôi, là lau dọn chuyên sâu đối với chân đồ nội thất. Tức là khi mà robot nó phát hiện ra những cái chân bàn như này, nó sẽ đi và nó di chuyển bằng sạch cái chân bàn này thôi. Nên bản thân mình có quan sát thì là nó làm sạch các cái khu vực chân bàn ăn của mình rất là kỹ, hay là như cứ chân ghế nếu mà nó đi qua được thì nó cứ đi xoay xoay lại như thế này để cho nó đảm bảo là xung quanh cái phần chân này sạch nhất có thể. Là mình thấy đấy, tính năng này rất là hay. Đây, mở rộng miếng lau cái này thì là cái chổi nó vươn được tối đa là 4 cm, đảm bảo cái khu vực gầm như này này nó có thể kéo được bụi bẩn ra. Tần suất tất nhiên là đã mất từng này tiền rồi thì anh em hãy cứ để cho nó tần suất cao nhất có thể, cứ để tần suất cao cho nó lau cho nó nhiệt tình. Rất là nhiều những cái tùy chỉnh trong này, mình sẽ đi hết với anh em toàn bộ những cái menu của cái app cảnh sát vật AI. Đương nhiên rồi, robot sẽ bật cái tính năng phát hiện như lúc nãy mình có cho anh em xem đấy, chính là cái đoạn mà nó phát hiện được giày này, phát hiện ra được dây điện các thứ ấy. Đấy thì mình phải bật cái này lên nhá. Nó có thể phát hiện được thú cưng, lại còn thêm đồ nội thất thú cưng nữa. Đấy, ví dụ nó phát hiện ra nhà sở nhà con mít nhà mình mà con robot này phát hiện ra thì nó sẽ tránh tự động đổ bụi. Cái này thì mình mặc định là mình đã để cho nó là ở tần suất cao nhất rồi, thì vì là nhà mình thì lông mèo dụng rất là nhiều, thề lại còn quan tâm đến cả da của thú cưng nữa. Kỹ thật sự, da của thú cưng dễ bị dị ứng nên đặt cây lau nhà ở mức độ ẩm thấp nhất để giảm lượng nước đọng trên sàn. Hay tăng lực hút hạt bụi lớn, cái này mình cũng đã thiết lập xong hết rồi. Bên dưới thì là phần chụp ảnh thú cưng, lại còn sau khi bật chức năng này, những khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng của bạn sẽ được ghi lại trong quá trình làm sạch và lưu giữ dạng gif động vã. Kỹ thật sự. Đây phần hình ảnh này anh em cũng nên bật lên này, phải bật cái phần này lên thì anh em mới có thể click vào được những cái chướng ngại vật và xem cái ảnh của nó anh em nhé. Rồi đèn trợ sáng chính là cái cụm đèn flash của camera của con robot nha. Và bên dưới phần tránh chướng ngại vật AI sẽ là cái phần trợ lý giọng nói. Thì khi mà bật lên ấy, anh em có thể ra lệnh cho con Dreamy thông qua câu lệnh của nó, giống như kiểu Hey Siri chẳng hạn. Thì với con Dreamy anh em sẽ là OK Dreamy. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ quay ra cái hướng mà người gọi nó từ hướng nào. Đấy, nó sẽ quay ra như thế để OK Dreamy. I'm here.
Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ quay ra cái hướng của người gọi. Cảm giác như giống anh em lại có thêm một con pet nữa vậy. Và đây là tất cả các cái câu lệnh mà anh em có thể ra lệnh cho nó. Anh em có thể ra lệnh cho nó rất là nhiều câu lệnh mà phải dùng theo thời gian thì mình sẽ quen được với việc đặt câu lệnh như thế. Nhưng có một cái lưu ý là để sử dụng được những cái câu lệnh như thế này, buộc anh em phải để cái giọng ấy, nó là giọng tiếng Anh. Nếu như anh em để giọng tiếng Việt ấy, thì sẽ được một cái là thông báo của nó sẽ toàn bộ tiếng Việt. Khi mà mình để cái này, các bố mẹ mình hay là ông bà mình sẽ hiểu là con robot nó bị làm sao. Tuy nhiên thì lại khi mà chọn ngôn ngữ tiếng Việt ấy, thì cái trợ lý giọng nói này lại không kích hoạt được. Đấy, anh em lưu ý giúp mình, bắt buộc là phải chọn cái tông giọng này chuyển về tiếng Anh thì nó mới có thể dùng một cái trợ lý giọng nói anh em nhé. Đấy là một cái lưu ý khi mà sử dụng cái trợ lý giọng nói của con L40 Ultra này. Rồi mình có thể kéo để điều chỉnh âm lượng giọng nói, các chức năng khác, thêm phím tắt này, chế độ không làm phiền này, hoặc là sạc ngoài giờ cao điểm này. Tiếp tục chế độ quét dọn là trong trường hợp mà robot nó yếu pin, nó sẽ quay lại, nó sạc cho đầy pin thì thôi, nhưng mà nó sạc xong rồi ấy, nó sẽ lại quay lại cái vị trí cuối cùng mà nó đang dang dở, nó sẽ quay lại, nó tiếp tục nó lau tiếp nhá. Chứ còn anh em tắt cái này đi là nó sẽ về sạc pin là thôi, nó lại reset lại từ đầu ấy. Đấy, khóa trẻ em, nếu mà nhà anh em có con trẻ thì khóa nó vào để cho con trẻ không sử dụng được ba cái phím cao su ở trên con robot. Đấy, điều khiển từ xa ở đây nhá. Đấy, anh em thấy không? Đấy, điều khiển từ xa được. Trong trường hợp con robot nó không đến được đúng cái điểm mình cần ý, điều khiển từ xa ra tận nơi hút luôn. Quản lý wifi, anh em thể setup lại được cái wifi. Đây, thậm chí là con robot nó còn phát hiện ra cái vị trí của cái router wifi đặt ở đâu, chuẩn luôn, đúng chỗ này ngay đằng sau TV. Thế cái lidar của Dreamy làm tốt thật sự. Và có một cái hay nữa là sau một thời gian sử dụng ý, thì chắc chắn là những cái tùng rằng là đến cái đoạn nào là cần phải thay, khi là ở ngay cái phần bên dưới những cái chức năng khác ý, nó sẽ là sử dụng phụ kiện, thì mình sẽ biết chính xác được là ví dụ bộ lọc tuổi thọ phục vụ còn lại 140 tiếng, 93%. Đấy, rất là chi tiết cho mình không cần phải đoán nữa. Nếu chẳng may mà có mất cái tờ cái bộ hướng dẫn sử dụng ấy thì trong này nó có hướng dẫn sử dụng online luôn. Và lâu lâu thì nó sẽ có một cái bản cập nhật thì anh em cứ để tự động cập nhật thì robot nó sẽ cập nhật vào cái thời điểm anh em đi ngủ. Thực sự là để mà vọc được hết những cái này thì nó cũng khá là mất thời gian, nhưng mà nó cũng rất là vui. Nhất định là anh chị em cần phải đổ cái này thường xuyên, nếu không thì nó sẽ cực kỳ là thối, nó thối luôn ấy chứ không phải là nó hôi đâu anh chị em nhá. Đây anh chị em nhìn cái nước có đen xì như này cơ mà, thối như nước cống luôn. Tóm gọn lại thì với 1.000 đô, cụ thể là khoảng tầm 22 triệu, nếu mà 23 triệu thì nó là ít hơn 1.000 đô với cái giá hiện tại đang là giá ưu đãi do đây là một sản phẩm mới. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm robot mà dành cho các anh chị em thực sự rất là bận rộn mà lại muốn có một cái nhà sạch, chỉ cần biết là đi làm ở nhà robot nó sẽ tự động hoạt động và khi mình về thì cái cảm giác sạn chân là gần như không có. Đấy, nó là cái trải nghiệm thực tế của mình sau một khoảng thời gian khá là dài sử dụng vừa rồi. Như cá nhân mình là một người cực kỳ ghét sạn chân và thường xuyên lau dọn thì mình cảm giác là có con này vào nó rất là nhàn. Có điều do đây là một phiên bản một màu trắng thì những cái vết bẩn như thế này nó vẫn sẽ tồn đọng lại, và để cho đỡ người mắt thì anh chị em vẫn nên vệ sinh qua. Nó rất khó để có thể triệt để được 100% các vết bẩn này bay đi lắm. Anh em chị em tự hình dung nếu như mà những cái phiên bản robot nó không có cái tự động vệ sinh ấy thì cái chỗ này nó còn bẩn khủng khiếp nữa. Thì đấy là cái giá đánh đổi khi mà mình sử dụng các thiết bị vệ sinh mà nó màu trắng. Tuy nhiên thì mức độ nhà sạch hơn một cách tự động thì mình thực sự rất là hài lòng. Có một cái mình băn khoăn là những cái tính năng mà con này mới có, chủ yếu trước nó chỉ được đầu tư ở trên những phiên bản dòng X cao cấp của Dreamy, thì không biết là sắp tới dòng X của Dreamy nó sẽ có những cái cải tiến nào. Thì đấy là cái mình lăn tăn và khá là mong chờ. Còn anh chị em nghĩ sao về con robot 1.000 đô này? Và mình là anh chồng công nghệ, tại vì hay xin tiền vợ đi mua đồ công nghệ về cho nên để tên vậy cho nó hợp lý hóa cái lý do anh em ạ. Và mình thường xuyên review các sản phẩm gia dụng công nghệ thông minh, và nếu anh em cảm thấy thì đừng quên like và subscribe nha. Peace out.